nay mới chính thức là Trung Thu, nhưng ở chỗ cô, mọi người tổ chức rước đèn từ mấy hôm trước rồi ấy. Không khí rộn ràng như vậy khiến học sinh lớp cô cứ đứng ngồi không yên, mà lớp 9 rồi chứ có phải còn bé bỏng gì đâu. Đấy, các em xem, có khác nào học sinh lớp 1 đâu cơ chứ. Mà Trung Thu năm nay cô xem thực sự, ở dưới kia nhiều nơi mưa ngập quá trời. Thôi các bạn ơi, nơi nào mà mưa ấy thì cũng đừng buồn nhé. Sang năm chúng ta rước đèn, chúng ta phá cỗ bù nhá. Còn lớp cô Huyền, tinh thần khí thế quá nên các bác phụ huynh cũng tổ chức Trung Thu cho các bạn ở đây. Đây, Trung Thu của lớp cô Huyền. Mấy ngày vừa rồi, các bạn ấy đi phá cỗ và rước đèn ở tổ dân phố ấy, nên là không muốn tổ chức liên hoan bánh kẹo nữa mà thích như thế này cơ. Mà nhá, khi mà đi ăn ở lớp ấy, nó rất là ngon luôn ấy. Mặc dù đồ ăn có khi cũng giống như ở nhà thôi. Đấy, các bạn thấy không? Và hôm nay ấy, thì cô cũng cho các bạn về sớm, bởi vì tối nay các bạn sẽ ra quảng trường để rước đèn tiếp. Hôm nay mới là ngày hội chính mà. Giờ thì cô Huyền cũng chuẩn bị ra quảng trường để hòa vào không khí đón Trung Thu cùng mọi người đây. Chúc các bạn có một tối Trung Thu vui vẻ và ấm áp nha.